Ok, đây là mặt trước của chiếc hộp của đội hình Zotac GeForce GTX 1050Ti. Thì có một thiết kế cơ bản như cái dòng card trước của Zotac, thì tông màu vàng, và ở đây các bạn thấy tên của nó là GeForce GTX 1050Ti. Ở đây có một thêm là thông số của nó là 4GB DDR5 và có ứng dụng loại Firestorm. Ở mặt sau có một số thông tin chi tiết của chiếc card này, thông tin về dạng thông số cũng như là mình đối xử ảnh cơ bản qua đó. Và bây giờ mình sẽ unboxing các bạn coi bên trong hộp có những gì nhé. Và phần đầu tiên thì có một số giấy tờ. Đầu tiên là thư cảm ơn của chị từ nhà xuất Zotac, cảm ơn người dùng đã đồng hành với Zotac trong mùa suốt 10 năm qua. Tiếp theo là một số giấy hướng dẫn sử dụng và giấy giới thiệu là SD Zotac. Trong đây là giấy xác nhận sử dụng, cách hướng dẫn cài đặt cũng như là một số thông tin chi tiết bên lề, và đây tờ giấy là hướng dẫn download driver tại trang geforce.com. Và đây nhân vật chính của chúng ta, chiếc card GeForce GTX 1050Ti phiên bản mini. Ok, như bạn thấy đây thì chiếc card này đúng là với tên gọi nó là mini, nó kích thước là khá là nhỏ, trang bị một fan tản nhiệt ở đây. Và theo mình coi thông tin thiết kế thì đây phần tản nhiệt dưới đây là nhôm nguyên khối với thiết kế là hình hoa hướng dương, với những nét cắt đây như các bạn thấy đây thì giúp chiếc card này tản nhiệt tốt hơn, đảm bảo hiệu năng sử dụng. Và cổng kết nối ở đây là kết nối một cổng DVI, một lưới dây bọc và HDMI. Và đặc biệt hơn, và với chiếc card này thì không cần nguồn phụ. Như các bạn thấy đây, đầu nguồn phụ đây được bỏ qua rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chơi game để các bạn coi nhiệt độ cũng như là khu mình trong game như thế nào nhé. Ok, và sau khi test với game là Liên Minh Huyền Thoại hay mình các bạn gọi tắt là LOL, thì test đồ họa ở đây mình để là max setting luôn và trên nền màn hình Full HD 1.0. Thì trong quá trình chơi game thì FPS luôn dao động từ 140 đến 180, và trong quá trình combat rất là căng thẳng, đông đúc với số lượng boss và tướng đông đúc thì FPS cũng luôn dao động dưới tầm 120 thôi, không hề dưới 120 được. Và đối với mình chiếc card này là đúng có công việc của nó, mà nếu các bạn có nhu cầu về chiến Liên Minh Huyền Thoại với thiết lập là max setting trên nền Full HD 1.0, nhiệt độ của trong game sẽ được dao động tầm từ 41 độ C cho đến 43. Và nếu các bạn chơi thời gian dài trong 1 hay 2 tiếng hơn thì nhiệt độ sẽ hơi lên một chút thôi. Thì theo mình đến tầm 45 là gọi là maximum, quá mát cho một phiên bản mini. Đây là game Assassin's Creed Syndicate. Và ở setting đây mình đã chọn setting là phần graphic, ở đây mình chọn là phần medium. Thì với chiếc card này thì mình cảm thấy rằng là với mình setting này có thể là chơi tầm ổn đủ trên nền Full HD 1.0 rồi. Vì tại mình đang chơi đây là trong mình đang chạy vào một cái thành phố thì setting của nó em thấy đang bây giờ là 51 độ C. Thì mình sử dụng hết là 99% và FPS luôn ổn định là mức là 59 đến 60 FPS. Như các bạn thấy ở đây thì là mình đang chơi chỗ đông người. FPS của mình xuống thôi vẫn được giữ vững. Khi mình combat ở đây thì FPS luôn ổn định tầm 55 đến 60. Và nhiệt độ các bạn thấy rất là mát, chỉ có 51 độ C thôi. Rất là nể phục đối với chiếc card mình mà có bản tản nhiệt mini như vậy.